Hello guys, welcome back to my channel. Start get go. Slender the other cell. Okay. Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 8 cửa sắt. Ok, let's go. Ở đây không có gì. Tiếp tục sang cái phòng tiếp theo. Gần tiếp theo, Slenderia Free Version. Thank you.
Leave it known, okay? Let go. Thank you.
Let go. Đang lỗi gì rồi? Oh my god. Ok, mình sẽ vào từ cái tiếp theo. House of Slender nha. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả những màu giấy. Và khi đủ 8 màu giấy thì các bạn sẽ hoàn thành tựa game này và xuống dưới tầng hầm trong tựa game này. Và khi đó thì các bạn sẽ lấy được một bức ảnh của ngôi nhà này. Trong đó thì có Slenderia, Slenderman và Granny. Ok. Thank you.
Randy Ba, okay. Gus, một phát đạn luôn, wow.